Hello, chào mọi người lại quay trở lại với cả TOT Shop. Hôm nay mình sẽ review cho anh em mẫu sản phẩm phải gọi là đỉnh cao của bên Trung Quốc. Mà thực ra thì hãng Việt Nam thì mình nghĩ là sẽ không thể nào cover được cái mẫu này đâu. Khó cover, có cover được thì nó cũng giá rất là cao. Đấy thì mình cũng đã đợt trước cũng đã có order về trước khoảng 2 cây rồi. Thì cũng có làm một cái video nhưng mà chưa đăng lên thôi, còn bây giờ là nó về 5 cây cơ, thì vừa hôm qua vừa mới phải gửi đi mất một cây, bây giờ còn 4 cây thôi, còn một cây này là cây nhỏ hơn, mình sẽ review sau đó. Đây đây, giờ mình sẽ bỏ ra cho anh em xem nhé. Đấy, hãng thì là Chien Fire gì gì đây này. Đó đây, cây này thì được anh ấy đặt tên một cái tên rất là kinh khủng. Đấy, kẻo hủy diệt các bạn ạ, tên kẻo hủy diệt. Thì dòng này thì nó cũng có rất là nhiều kiểu đấy, lắt nhắt từng tí từng tí từng kiểu một đó. Thì trước mắt đầu tiên sẽ là mình sẽ phải tháo cái ấy ra cho nó đỡ. Đấy, về thì nó có hộp ngắm cái kiểu nó để riêng đây này. Đấy, hộp ngắm hộp tun vặn rồi các kiểu để riêng ra. Đấy, ốc át đây, mình sẽ phải tháo cái này ra đi, tháo cái thun ra để cho anh em nhìn cho nó rõ rõ. Đấy thì dòng này nó có hai kiểu, một là cán nhôm, tay cầm nhôm và cánh bằng titan, hai là tay cầm hay là cán bằng full tất full titan hết. Đấy, cả hai đều là full titan hết, và chạc thì có thể là chạc 75 và chạc a chạc 8 80 và chạc 85 nhé anh em nhé. Này là to nhất. Đấy, nó có hai loại chạc như thế. Đây thì mình sẽ làm hai cây thôi, review cho anh em xem hai cây thôi. Không cần phải nhiều đâu, tất đâu. Hai cây cây nào nó đây, nó như nhau rồi. Đó, ok. Đấy. Đây là hộp ngắm với cả thước với cả mấy cái đồ linh tinh của nó đấy, rất là nhiều này. Đủ để anh em chơi luôn, thay thế các kiểu đó. Ok, đấy thì bỏ mấy cái này ra. Đây, mấy cái này thì nó cũng như nhau tương tự thôi, cây full titan với cả cán nhôm. Đấy, đấy kẻ giật cán nhôm này. Đấy, đây mình sẽ phân biệt cho anh em đâu cán nhôm và đâu là cán titan anh em nhé. Đó, đây là hai cây kẻ hủy diệt. Đợt này nó về chạc 80 là đợt đầu tiên mà đặt, đợt đầu tiên mãi về sau này mới có này. Đấy còn là hôm trước thì nó về cây là hai cây 85. Đó đây là về cây 80 nhé. Đó thì đây thì trên tay mình bên tay phải là một cây full titan, còn bên tay trái là một cây cán nhôm. Anh em nhìn nhá. Cán titan ấy thì nó có con ốc ở đây này. Đấy, còn bên bên cán nhôm thì không có. Cán nhôm nó đúc, còn cán titan ấy khi mà mình tháo này ra ấy, bên trong nó rỗng. Đó. Đấy, bên bên này thì không tháo được, bên này nó đặc luôn rồi. Thì đây là cán nhôm, còn bên này cán titan. Đấy. Bây giờ mình sẽ khám phá cho anh em tiếp. À còn cái nữa là cái đầu của nó. Cái đầu của nó thì năm ngoái thì nó chỉ có mỗi đầu hình vát mái nhà thôi, đầu đỉnh núi anh em ạ. Còn năm nay năm dần nó làm thêm cái đầu này. Đầu chéo này thì nó đặt tên là đầu meo meo, đầu con mèo. Đấy, đầu chéo chéo, vát chéo. Ok, đấy. Thì nó có hai kiểu đầu như thế và hai kiểu ngắm. Ngắm là có thể đặt bên trái, ngắm là ngắm bên phải. Đây, cái này hình như là ngắm bên phải rồi. Đó, ngắm phải, ngắm tay phải anh em ạ. Đấy. Ngắm tay phải thì nó sẽ như này. Đó, lắp vào nó sẽ như này. Đấy. Thì cái phần dài dài nó sẽ về phía phía sau. Còn ngắm tay trái thì nếu như lắp như này không được đúng không? Lắp như này thì nó lại quá lệch kịch cỡ kiểu như này rồi. Không được, đó thì nó sẽ có một cái ngắm bên tay trái nữa. Đa phần thì mình lấy là mình lấy về bên tay phải. Đấy. Đó. Nó sẽ kiểu như này, đấy, xoáy cái này thì nó sẽ di chuyển cái ngắm vào. Đấy. Đấy, xoáy cái ốc đây. Đó, rất là tiện lợi đúng không? Đấy, cả một bầu trời công nghệ nằm ở trong cây lá. Đấy, thì bây giờ mình sẽ tháo bỏ ra thôi. Bỏ ra tính sau. Đó thì mình sẽ cho anh em khám phá cây 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 full titan đi nhé. Còn cây cán nhôm thì nó không có gì để khám phá nhiều cả. Đó.
đấy, ốc cái kia rồi. Còn vấn đề là có một cái, ây à, chặt hết nhỉ, chặt cái này nó chả rút được. Ok, mình đã tháo được rồi, lại để khá là chặt đó. Thì khi mà anh em muốn muốn xê dịch cái đầu này thì anh em phải tháo hết các con ốc này ra đã, tháo lỏng ra đã. Mình phải tháo hết ra cho mọi người biết, là tí nữa cũng tháo đấy, tháo ra nó lỏng ra. Rất nhiều tôn vặn với các kiểu đủ thể loại. Đây, tôn vào đây. Quả tôn rất là nhỏ. Để vặn cái con ốc giữ cái đầu chạc ở đây. Đó. Giữ siết siết cái đầu chạc đấy. Thì đây bây giờ nhá, khi mà anh em đã tháo ra lỏng ra rồi, tháo lỏng háo nốc này ra, háo nốc này nữa đấy, thì bây giờ mình chỉ việc xoáy quay tay đấy, anh em nhìn nhá, đang đây, nó đang lại lại đang ở gần đây, đây gần nhìn thấy rõ đấy, quay tay, quay một lúc là nó ra thôi. Nó sẽ không như mấy cái con thay đổi khẩu độ kia mà mình phải cầm tay mình ấn, thì bây giờ mình sẽ dùng tay quay tay vặn xoáy ra như này đấy. Thế là đã thay đổi được khẩu độ chạc và nó cũng không không bị dơ nhiều, nó không bị dơ nhiều như kia. Như kia thì mình nghĩ là nó sẽ không, mình còn sau khi mà mình ấy thì mình sẽ phải đo hai cái đầu này xem nó như nào. Còn đây thì khi mà đã vào tám rồi thì mỗi một lớp ở trên đây nó là 5 không phẩy 0,25 0,5 gì đấy. Đấy thì nó sẽ dần 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 nó sẽ ra thôi. 0,25. Đó thì mỗi một lớp ra như thế, thì khi mà hạt ra đẩy sang hai bên này thì nó sẽ đẩy được 50 mini đấy. Đó, đều, rất là đều luôn. Đấy em nhìn thấy không? Đó, đẩy ra đây rồi thì bây giờ mình sẽ đo nó là bao nhiêu. Đẩy ra một lớp này. Đó, 90 anh em ạ. Đấy. Đấy, gần lên 90 đấy, đó gọi là một chút nữa, lệch lệch một chút nữa đấy, đúng rồi, cái này nó hơi vẫn chưa ấy. Đó tiếp quay một lúc đấy, cái này thì anh em chịu khó quay tay thôi, nó cũng nhẹ thôi, không phải nặng lắm đâu đấy. Ok vào rồi đó, thì bây giờ là 90 đấy. Ok đấy, thì chỉ việc là xoáy ra xoáy vào đấy, xoáy vào thì như này đấy, rất là nhanh anh em nhớ, thu vào nhanh nhá. Đó, ui giời. Xong luôn. Đấy, thu vào rồi. Đấy, thu vào đến 80 rồi. Đấy, kịch. Đó, thế thôi. Đấy, thì cả một bầu trời công nghệ nằm đây đấy. Đó, bây giờ mình sẽ tháo ra. Tháo từng cái chi tiết ra một. Để anh em xem. Đấy, cái đầu đấy, cái kiểu này, cái kẹp cái kiểu thì cũng không phải, không chê thì cũng không không cần phải test làm gì rồi. Bây giờ mình sẽ tháo ra để chiêm ngưỡng, anh em chiêm ngưỡng bên trong xem nó thế nào. Rất là nhiều ốc với cả linh kiện. Ok. Giờ quả đầu. Đây, đó, anh em mình ở bên trong. Đấy, một cái dòng dọc gọi là ốc dòng dọc đấy, chạy vát xéo đây để đẩy đẩy cái thanh 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 này, để cái thanh ốc ở đây để làm tách ra, lúc xoáy ra xoáy vào, xoáy ra xoáy vào thì nó sẽ kéo, nó kéo con ốc này, à nó sẽ xoáy con đến con ốc này, con ốc này nó sẽ chạy các cái gen ở trong đây, hai cái gen ở bên này thì bắt đầu nó, một là xoáy ra, hai là xoáy vào. Thì xoáy vào thì nó sẽ sâu sâu vào, xoáy ra thì nó sẽ đi ra. Đó thì bên trái bên phải đấy thì cũng đây, mình nhấc ra cho anh em xem này. Đấy, đó quả. Đấy, ok. Đây, quả dòng dọc xoáy sẽ như này. Đấy. Đấy, tiếp theo bên trong đây còn một con ốc nữa, mình sẽ tháo ra luôn. Tháo rồi ra luôn. Cái ốc này là ốc ở cái cán gì phải. À, đúng rồi. Cán, ốc cán. Đây à. À, chặt. Sẽ tháo rời nó ra, nhìn cho anh em nghiên cứu, anh em Việt Nam nghiên cứu xem có làm được
Đấy thì cũng gửi cho Huỳnh Chứ, anh bạn Huỳnh Chứ một cây để gửi sang, à đúng rồi, một cây để gửi sang bên bên bên, bên Thái Lan cho mấy người bạn Thái Lan rồi. Đấy đó, hắn bảo là cũng Việt Nam cũng chưa chắc đã làm được những cây như này. Đấy, cả một bầu trời công nghệ đang nghĩ kiểu như này, khổ rồi. Đó em thấy không? Đây, cái này là chính là cái dòng dọc ra ra vào vào đây này. Cái đường này nó hơi xéo 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 để khi mà nó với cả cái này gặp chạm với nhau ấy thì nó xoáy lên xoáy lên xoáy lên xoáy lên, hoặc là xoáy xuống thì nó sẽ thay đổi cái chiều xoay của cái này, của cái dòng dọc này, à của cái con ốc này, con vít này. Đấy, nó xoáy lên này, đấy thì nó sẽ thấy xoay theo chiều này, xoáy xuống tức là xoáy trái này thì nó sẽ xoay như này. Đấy, kiểu như thế, nó làm cái dòng dọc này cũng suy nghĩ cũng vắt óc ra để làm ra thì những cái động cái những cái dẫn động như này thì dĩ nhiên là không phải là nó nghĩ ra này, hay là nó à, không phải là nó chế tạo ra đã như thế, hiểu không? Mà là ô đây là cái gì đây, đây có một con ốc đây ta, đây là cái này là để thay đổi à, đây là có ốc nhỏ nhỏ ở đây mình không biết nó là cái gì, chắc là có thể là tháo ra xong có thể ấn xuống được hoặc ấn lên được cho nó phù hợp với cả cái này, có thể đấy đúng không? Đấy thì những cái hệ dẫn động như này thì chắc là nhiều người cũng học cũng biết hết rồi, không phải là gì trẻ con người ta cũng biết thôi, nó cũng biết thôi, nhưng mà để mà nghĩ ra để mà kiểu chế tạo ra một cái quả như thế này, nó dẫn động không cần dùng đến vít với kiểu như thế này thì cũng khá là phức tạp đó. Đây là một cái cây lá, à đây còn một phần này nữa đấy. Ok, đấy thì cây cán titan thì nó có cái này. Đấy, nó có cái ghép ốc ra như này. Đấy, em thấy không? Đó, bên trong nó rỗng. Đấy, một sản phẩm khá là tuyệt vời. Sản phẩm rất tuyệt vời. Đấy, sau khi bỏ ra thì nó sẽ như này, gồm các bộ phận như này, ốc ép các kiểu. Đấy em đều dùng tay cũng có thể xoáy được, dùng tay lên để xoáy ra xoáy vào được, cái này xoáy nhanh hơn đi, xoáy nhanh hơn cả xoáy cái này. Ừ, vì là cái này nó theo vòng nên thành ra là nó cũng sẽ bị lâu hơn một tí, nhưng mà dùng tay đẩy phát thì đấy nhìn nhau đẩy này, ui giời ra rất là nhanh luôn. Đó thì đây là một cây 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 kẻ hủy diệt khá là phức tạp. Đấy, mình hiểu được cái nguyên lý ấy, kiểu cái hoạt động của nó rồi, chả sao cả. Đó, mấy cái phụ kiện của linh tinh thôi. Còn cây này ấy, thì hiện tại giá thị trường ấy, giá mà hắn đang bán trên Taobao ấy, là 5 triệu 1.300 bao nhiêu tệ, hơn 5 triệu anh em ạ. Order Việt Nam hơn 5 triệu. Đó thì mình đặt những cái này thì đặt trước Tết này, cái lô này là đặt trước Tết. Trước Tết thì hắn chưa có giá, thành ra là hắn cứ để xỉ cho bừa bừa vớ vớ vẩn vẩn thôi. Nó đến lúc mà kiểu như là hắn bên đấy nó hot ấy, bán ra rất là nhiều, nên là thành ra là không có cái làm à, không có sản phẩm để bán, thế là ông mới tăng giá lên cay vãi. Thành ra là nhiều khi là anh em Việt Nam mà đặt lô trước lại được rẻ hơn, mình cũng điêu giá các kiểu cũng kinh khủng hết đấy, cũng phải không đâu. Đấy, thì những lô trước thì khá là rẻ, nhưng lô này rất là rẻ, có 2 triệu 6 thôi, mấy cả 3 triệu 6, 2 triệu 7, 3 triệu 7 gì đấy. Nhưng mà hiện tại cái con cán nhôm ấy là nó đã 3 triệu rồi. Cán nhôm mà lấy về là mình lấy xỉ đấy nhá, lấy xỉ giá xỉ là 3 triệu, còn bình thường nó đang bán như gần 4 triệu, 9 triệu 900 900 bao nhiêu tệ, 900 bao nhiêu tệ. Gần 4 triệu rồi, 4 triệu rồi. Đấy, 4 triệu về đến Việt Nam. Còn đây nữa, đây nữa, cái này 1.300 tệ, hơn 5 triệu về đến Việt Nam. Đó, thì anh em bảo làm sao mà anh em có thể mua lẻ và làm được giá như này nữa. Đấy, thì bây giờ thì nó cũng tăng giá rồi, thành ra là mình cũng phải bị nó chi phối. Đấy, không không thể nào để giá đẹp cho anh em được. Đấy, một cây full titan như này giá hiện tại là 4 triệu, hơn 4 triệu. Còn chưa biết được tới nó thế nào, nó cứ thay đổi liên tục. Cái cán nhôm này cũng thế, cán nhôm này thì 3 triệu, hơn 3 triệu đấy, nó cứ dao động như vậy thôi đó.
đây, đây chuẩn chỉ một cây phun titan nó sẽ như này đó, chiên pha đấy. Thì về bốn cây thì hiện tại hình như là còn một cây thôi, còn một cây nhôm là sẵn thôi, còn lại thì anh em đều đã đặt hàng hết rồi, còn mỗi một cây cán nhôm thôi đấy. Đấy, đây đều là chặt 80 hết, hình như là thừa một cây này, thừa cây này, thừa cây chạc meo meo, chạc đầu mèo đấy. Đầu mèo thì mấy cái nghe điểm ngắm điểm nghỉ các kiểu, khe khe ngắm này đấy, nó cũng ok. Nhôm thì nhôm từ những cái form mẫu kiểu nó cũng đều làm giống nhau cả nên không ảnh hưởng gì. So sánh cân nặng giữa hai con rồi, thử xem, thử so sánh cân nặng giữa hai con này, cho cả dây vào đi, cho cả dây vào đi. Đấy. 300 gram với con nhôm này. Có thể là con titan này sẽ nặng hơn một chút. 300 gram với con nhôm. Titan này 330 gram, đấy nặng hơn khoảng 30 gram. Đó. Đấy thì chính vì thế nên nó mới làm phải làm khoét ra. Cái cán nhôm thì trọng lượng của nhôm với titan thì nó sẽ dĩ nhiên nó sẽ khác nhau rồi, không thể nói được rồi. Đấy, cán nhôm thì nó nhìn nó hơi dại dại một tí. Đấy, những cái phần, tức là những cái phần phần bề mặt của nó thì cảm giác hơi hơi dại dại. Đấy, còn cái titan thì nó bóng luôn, nó trơn tru luôn. Đấy. Ok, đấy thì hiện tại bây giờ bên mình chỉ còn dư mỗi một cây này thôi, cây cán nhôm này, chạc 80. Anh em nào thích đặt thì hàng thì liên hệ mình số điện thoại bên dưới nhé. Đó, ở đây thì cây này, cây này là cây Batman, cũng cùng hãng của nó thôi, cùng hãng với của anh này. Đó thì đây, đây là cây, là cái full titan, giá là 2,8 triệu thì phải. Đó, wow, rất là đẹp, cây chạc cột, rồi. Đó thì ngày xưa thì cũng mình cũng lấy khoảng 1-2 cây này về rồi, cũng không phải không đâu. Đó, khắc mã vạch, khắc tên cái kiểu ở đây rồi. Đấy, hàng chính hãng, không phải hàng nhái nhủng các kiểu đâu nhá. Đó, ok, đấy thì đây là những cái mẫu sản phẩm mình vừa về mình có thể review cho anh em xem. Đây là cây cây kẻ hủy diệt, cán nhôm và cán titan, đầu vát mái nhà và đầu vát chéo. Đó, đầu vát chéo thì những combo này thì nếu mình sẽ lắp lại sau. Ok, đấy, em thích đặt hàng thì liên hệ mình số lại bên dưới, và nhớ like, subscribe kênh giúp mình cho mình có những động lực làm những video tiếp theo. Xin chào các mọi người.